hướng tới kỷ niệm 19 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19 tháng 8 năm 2024. Sáng ngày 12 tháng 8, thôn An, xã Giao An tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Đây là đơn vị được Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Giao An lựa chọn tổ chức điểm thứ hai trên địa bàn xã. Tham dự ngày hội có đồng chí Hoàng Thị Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân huyện, lãnh đạo xã Giao An và đông đảo nhân dân trên địa bàn. Tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các đại biểu và quần chúng nhân dân đã cùng nhau ôn lại vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đánh giá kết quả nổi bật trong 8 tháng đầu năm 2024 và đề ra phương hướng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của thôn An. Qua đó nhằm giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao tinh thần trách nhiệm của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Thôn An, xã Giao An có 86 hộ với 315 nhân khẩu. Trong năm 2024, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tại thôn luôn được phát triển. Do vậy, ngày càng nhiều cá nhân tập thể tham gia tích cực vào phong trào và tham gia các hoạt động kỷ niệm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đem lại đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân. Nhiều cá nhân tập thể điển hình tiên tiến ở trong thôn, việc nhận thức đúng đắn mục đích, ý nghĩa sâu sắc của các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đã thu hút toàn hệ thống chính trị tham gia, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện thành công các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở. Thực hiện chủ trương của cấp ủy chính quyền, trong năm qua, Ban Quản lý thôn đã phối hợp với Công an xã tiến hành rà soát, kiện toàn các tổ an ninh xã hội đi vào hoạt động hiệu quả hơn. Hiện nay thôn An có 1 tổ bảo vệ an ninh trật tự và 4 tổ an ninh xã hội trực tiếp giải quyết các vụ việc phát sinh trong khu dân cư. Trong năm 2024, không có những vụ việc phức tạp xảy ra trong thôn. 100% hộ gia đình đăng ký cam kết không vi phạm pháp luật, khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Trên cơ sở đó phát động mỗi người, mỗi nhà đăng ký làm nhiều việc tốt về an ninh trật tự. Các phong trào thi đua xây dựng thôn văn hóa, gia đình văn hóa, phong trào ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo được đẩy mạnh. An ninh trật tự tại thôn được đảm bảo, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thôn, kinh tế, văn hóa, xã hội không ngừng được cải thiện, đảm bảo an ninh trật tự. Tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn An đã cùng thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng phong trào và đóng góp ý kiến với lực lượng công an trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, công bố các quyết định thành lập lực lượng an ninh trật tự tại cơ sở ở thôn An. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân đã nhận được giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tổ chức các hoạt động Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc